Anh đi chơi với mấy thằng bê đê không? Trời ơi, mình cũng lo cho yên tâm mình. Bữa lỡ rồi nó không chịu cưới vợ luôn rồi sao? Trời ơi, mẹ em á, họ đến hồi đưa em về mẹ mừng muốn gần chết. Bà ơi, đúng thiệt không? Trời ơi, mẹ muốn chết. Mẹ không có tin mê tín lắm gì đó. Là về bắt cưới vậy đó. Cái nhà chồng em đặt vé máy bay xong hết rồi. Cái mẹ chồng em đi coi bói thì sao, người ta nói ngày đó không tốt, cái hủy hết mấy chục vé máy bay. Trời ơi. Thầy bói nói là ừ, năm đó là con trai của chị nó mắc tâm tai 3 năm không có được làm gì. Đi. Tôi là Trần Thị Sắc, quê ở Ca Lậy, Tiền Giang. Năm nay 51 tuổi. Còn em? Chào quý vị khán giả, chào hai MC. Em tên là Nguyễn Thị Mùi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh của công ty thực phẩm. Cô cho con được phép hỏi là cái dịp gặp đầu tiên của cô đối với con dâu của mình là nhân dịp nào? Hai đứa nó học chung một trường cao đẳng, nó quen. Thằng con nó mắc cỡ hay gì vậy, nó không có kể cho cô nghe. Anh đi chơi với mấy thằng bê đê không? Trời ơi, mình cũng lo cho yên tâm mình. Mình có một đứa con mà, con mình nó đi chơi chung với mấy thằng bê đê không? Bữa lỡ rồi nó không chịu cưới vợ luôn rồi sao? Cái về cứ đắp hoài, đắp viết. Tới năm Phong nó 26 tuổi nó chịu cưới vợ đó là tôi mừng dữ lắm luôn. Bởi mẹ em á, họ đến hồi đưa em về mẹ mừng muốn gần chết luôn á. Dạ, tại anh ấy cũng hơi yếu đuối. Bà hơi yếu đuối thiệt không? Trời ơi, mẹ muốn chết. Trời ơi, nói mà con ngựa luôn á. Con người đàn ông mạnh mẽ chứ không... Gặp lần riêng đánh giá thế nào? Về lần đầu tiên thì thấy Mùi nó cũng còn nhỏ, nó mặc nguyên chiếc áo đầm, nó cắt tóc ngang, nó cũng xinh, nó cũng đẹp lắm. Phòng nó mới nói là Mùi ơi, em ở nhà chơi với mẹ đi, anh đi xuống dưới chợ. Tôi mới đi ra ngoài sau á, cho heo ăn, cái Mùi mới theo ra. Mà ở dưới quê mình á thì người ta hay có cử là đi ra chuồng heo á thì không có được nói gì hết. Mùi ra nói, trời ơi, ở ngoài quê con á hả, bà nội con nuôi cỡ này là mừng thịt ăn hết rồi. Mà trong khi đó hả, mình nuôi 10 con heo là gia tài của mình ở quê mà. Em đâu có biết cái vụ mà ngoài quê chồng em là cái vụ mà đi ra chuồng heo mà không được quả đó đâu. Em đâu có biết, quê em đâu có đâu, không biết. Từng tháng sau cái chồng em mới nói em á hả, đền bù thiệt hại cho gia đình anh đi. Cái em mới nói thiệt hại cái gì à? Anh kêu chưa, em ra chuồng heo á, em quả con heo nhà anh thế này kia. Em đâu có nói gì đâu, em chỉ nói con heo nhà anh bự quá thì ngoài quê em thì bự thịt thôi chứ không lẽ để làm gì. Cái anh kêu chứ đó, bây giờ em quả được là mấy con heo nhà anh bây giờ nó chết hết rồi. Rồi giờ chết hết rồi, em có tiền em gửi về dưới trả đi. Gửi kia lúc đó em cũng lo lắm chưa. Rồi xong lần đầu tiên mình tưởng về là hoàn hảo dữ lắm, ai dè đâu bây giờ thôi rồi, mất điểm rồi. Em suy nghĩ có khi nào mà hả mẹ chồng khó, mẹ chồng không có cho cưới. Chồng em nói không sao đâu, dễ thương lắm, nhà anh ai cũng dễ thương lắm, không phải lo gì hết. Nhưng mà sau đó thì mẹ chồng cũng quên cái chuyện rồi mình cũng đâu có nghĩ gì, biết bé này nó thiệt. Nhưng đầu tiên thì em thích mẹ chồng em điều trời gì? Mẹ chồng em giống như miền Tây vậy đó, thiệt thà dễ thương, có gì nói vậy đi đó. Mà từ trước giờ em chưa thấy mẹ chồng nào mà dễ như vậy luôn á. Con dâu mà ngủ về nhà ngủ tới 9 giờ 10 giờ, như người ta gọi con dậy đi không có, để cho ngủ cho thoải mái vậy đó. Nhiều khi hả em cũng mắc cỡ đó. Trời, ngày đầu tiên mình về ngủ tới 9 giờ, mắc cỡ quá, ngày hôm sau cài đồng hồ tới 7 giờ dậy. Nhưng mà xong em đâu biết làm tắt đồng hồ đâu, em lại ngủ tới 9 giờ tiếp. Cái mẹ em cũng không có gọi dậy luôn, mà mẹ em dậy nấu ăn, làm đồ ăn hết cho tụi em vậy đó, rồi đi mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng em. Kể ra thì mắc cỡ. Rồi em còn sợ ma nữa chứ, em thì từ đó giờ em có tật sợ ma dữ lắm. Mỗi lần về em sợ ma ha, mà chồng em đi nhậu là mẹ em ở nhà đó, là mẹ em nằm trước cửa, mẹ nằm võng trước cửa đó trông ma cho em ngủ. Rồi vậy hả? Những cái điều gì mà cô thích nhất ở con dâu của mình? Cô thích nhất là con dâu á, nó thiệt tình, nó rất là thiệt tình, nhưng mà nó sống cũng rất là hòa đồng, ai cũng thích nó hết. Về quê chú thím chị em cháu đồ gì ai cũng thích, ai cũng bảo là con Mùi á nó rất là vui vẻ, sống hòa đồng. Không biết là trong cuộc sống gia đình chị có gặp khó khăn hay là những điều gì chưa hài lòng về mẹ chồng không? Dạ, mẹ chồng em nói chung là hoàn hảo hết đó, không có gì để chê. Có một cái tật nữa là, không phải là tật nữa mà một chút xíu yếu điểm thôi, đó là mẹ em tin ông thầy bói dữ lắm. Dạ, ví dụ như là bây giờ đi, vợ chồng em mới dự tính là mua cái chung cư nhỏ nhỏ thôi ở. Cái hai vợ chồng tính là 9 giờ đi đặt cọc, thì 8 giờ mẹ chồng đi coi bói về. Mẹ chồng nói không được mua bây giờ, mua là hai vợ chồng bay bỏ nhau, hoặc là ở anh chồng em á là có chuyện. Lúc đó là tụi em chưa có cưới nữa mà chuẩn bị cưới. Em không có tin mê tín lắm gì đó, là về bắt cưới vậy đó. Cái nhà chồng em đặt vé máy bay xong hết rồi, cái mẹ chồng em đi coi bói thì sao, người ta nói ngày đó không tốt,
cái hủy hết mấy chục vé máy bay. Trời ơi. Thầy bói nói là ừ, năm đó là con trai của chị nó mắc tâm tai 3 năm không có được làm gì, không có được mua nhà, không có được cưới vợ, thì mình mới tin chứ. Với lại lần đó đám cưới là thầy bói nói là cái ngày đó là cái ngày sát chủ ở bên nhà xưa gái, chị ông về chồng, bà về chồng. Trời, thầy bói đâu hay vậy? Lúc ngoài biết rõ vậy? Rõ dữ vậy đó hả? Không, thì dở sách ra coi chứ. Coi sao biết được, trời ơi, tận đây con thầy Hải Dương. Tin gì đoan dữ vậy luôn? Tôi có một người con à, mình phải đi xem cho kỹ, lỡ ra xảy ra có chuyện gì rồi làm sao? Ngày đẻ có coi không? Đẻ mổ rồi, theo như giờ đẻ mổ rồi chắc cũng phải coi. Coi nhà nào tốt là rồi mới mổ. Hình như là nhà mình có em bé rồi đúng không? Dạ. Thì cái việc chăm sóc cháu cũng như thế nào chị? Hai mẹ con có đồng quan điểm với nhau không? Dạ cũng không. Thì theo phong tục ở dưới quê, sanh xong á thì phải bắt mùi á là mặc áo dài tay, măng vớ chân vô. Rồi ở dưới quê á thì sanh em bé xong, rước về á thì phải đốt than hơ em bé mỗi ngày chứ sợ nó lạnh. Con mùi nó đâu có chịu, nó nói là mẹ ơi bác sĩ không có cho hơ em bé nữa. Rồi thằng Phong cũng không cho hơ luôn, là tôi đâu có được hơ đâu, ở lâu. Vậy buồn không con? Cũng không buồn, tại vì bây giờ bác sĩ nói thì mình nghĩ chắc cũng trúng. Giữa bác sĩ với thầy bói thì cô tin ai? Thì cũng tin hết. Hai mẹ con cùng song kiếm hợp bích nha. Khi mỗi lần mà chồng em đi chơi hay gì em không có ưng ý em gọi điện mét mẹ. Mẹ em la chồng em, cái mẹ em nói với cha chồng la chồng em xong gọi điện an ủi em vậy đó. Trời, trời ơi. Bây giờ con mời bác và chị xem một cái clip của chồng chị ha. Ảnh sẽ tâm sự nói về mẹ và vợ mình như thế nào. Nhiều khi em thấy khó xử lắm nha. Ví dụ như em đứng giữa em với mẹ em ngày xưa là một phe, bây giờ từ khi mà có vợ rồi cái tự nhiên mẹ em với vợ em là một phe, em là thành một đội riêng. Đây là một chuyện mà em thấy em ra rìa nhất luôn. Ví dụ như một bữa kia, lâu rồi, không phải bữa kia mà cũng lâu rồi, cái bạn em là bạn gái thôi, mà bạn gái cũ thôi, rủ em đi uống cà phê. Xong không biết sao đó vợ em nó phát hiện ra, cái về chửi em quá trời luôn. Xong nó điện thoại về mẹ em, rồi mẹ em không biết gì cũng điện thoại lên chửi em, tại sao em có vợ rồi mẹ em còn này nọ này kia. Trời ơi, em lại em quất ức lắm luôn. Bình thường thì tự tay muốn cho tiền mẹ em nhiêu cho cũng không sao, chứ tự nhiên có lần em cho tiền mẹ em quên nói trước. Xong về liếc em hỏi ủa tại sao anh gửi tiền cho ba mẹ mà anh không nói em một tiếng. Tới lần đó là cái gì em cũng phải, nói chung là em phải thông qua một chút xíu. Chắc mẹ em chưa biết á, chắc qua chuyện này chắc mẹ em biết rồi đó. Bây giờ bởi vì em mong là mẹ chồng em với nàng dâu em mâu thuẫn với nhau có vấn đề gì mà nó mạnh lớn xíu đi, đàn em giữ em giảng hòa đặng cho thấy cái sự quan trọng của em. Chứ bây giờ thấy em con trai mẹ em bị ra rìa quá. Trời ơi, chưa có một cái câu chuyện nào lạ lùng như vậy. Kêu mâu thuẫn. Mong rằng mẹ chồng với nàng dâu mâu thuẫn để em thấy cảm giác mình quan trọng. Quan trọng, trời ơi. Chồng em suốt ngày giống như nói xấu mẹ để cho em ghét mẹ đi á. Mà mỗi lần như vậy em lại gọi điện với em biết mẹ, mẹ ơi, em không có nói xấu mẹ vậy đó. Nhưng mà nãy cái vụ mà cho tiền đó, cái chuyện này cũng rất là nhạy cảm đó. Mỗi lần ví dụ như chồng em đưa tiền cho mẹ vậy đó. Không, mà chuyện này nhờ cái này em mới biết luôn á. Nhà ở dưới em mới biết luôn. Thực ra là cũng không có gì hết á. Em thì muốn vợ chồng chia sẻ với nhau rồi, không cô, có gì cô biết cái chuyện này cô nghĩ thế nào? Cô đâu biết đâu, giờ này mới biết đó. Nếu như biết thì mình cũng phải nói đàng hoàng. Ừ, con, chồng con gửi tiền về cho mẹ con hay không. Nhưng mấy lần kia thì chỉ nghĩ là con mùi cỡ khoảng 2 tháng, 3 tháng điện về, mẹ ơi con gửi cho mẹ 5 triệu xài đó nha mẹ. Thì mình mới hay là để vô rồi. Mong muốn của bác là muốn con dâu mình thay đổi về vấn đề gì? Chỉ mong là con dâu mình nó đẻ nhiều hơn mình gấp mấy lần như vậy. Mà dễ gì, cô này cô nói nghĩ luôn cô không đẻ nữa. Trời ơi mình rất là buồn. Lúc đầu thì em suy nghĩ lúc trời ơi đẻ xong xấu dữ lắm, đẻ một đứa xấu vừa, đẻ hai đứa thì xấu khủng khiếp luôn. Đến hồi đẻ xong một đứa thì em thấy ham quá, thôi đẻ thêm một hai đứa nữa đi. Mong rằng là bà nội sẽ có thêm nhiều cháu nữa. Con chị. Dạ. Em cái gì cũng dễ thương hết, em không cần phải thay đổi gì hết. Ý, chỉ cần bớt mê tín lại chút xíu là được. Dạ. Đúng rồi đó, cái đó hết sức là quan trọng đó cô ạ. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi,
Đâu phải cái gì cũng đi xem bói đâu. Bây giờ là mình xem cái clip của anh chồng nói về sự mong muốn thay đổi của mẹ và vợ mình nha. Trời ơi, tới vợ rồi căng rồi. Nói sao vậy? Trời ơi. Trời ơi. Mùi ơi. Ngày xưa thì ghen tuông sao cũng được, nhưng mà sau khi có bé cà phê rồi thì bớt tính ghen là chút xíu. Cũng như là thông qua chương trình này thì anh mong muốn em là biết quan tâm đến ngoại hình của mình một chút xíu. Nhiều khi cái vấn đề đó rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Cảm thấy rất là vui khi mà mẹ với vợ rất là hòa đồng với nhau như vậy. Em mong rằng sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra hoặc là như thế nào đó thì em mong rằng tình cảm của mẹ chồng và nàng dâu của gia đình của mình vẫn như vậy và sẽ tốt đẹp hơn nữa. Chồng em có duyên lắm. Hàng kia là chắc em giận lên rồi nói xong thì chắc cười đó ha. Dạ, em tức không được mỗi lần mà bực bội dữ lắm hay nha. Em nói nhiều quá, anh kêu chứ em càm ràm nhiều, em mau già, em xấu lắm á. Em xấu là anh bỏ anh theo người khác á, nguy hiểm lắm. Thôi ngu gì xấu, thôi bây giờ tôi đẹp, tôi không xấu nữa, tôi không nói nữa. Thôi cái bí quyết nào để mình có thể giữ cái sự kết nối giữa mẹ chồng với con dâu? Thì bây giờ á, mình thương nó như con gái của mình đi. Yeah. Đừng nghĩ nó là con dâu. Nếu như nó có chật cái gì thì mình nói ừ con, bữa nay con chật. Thì nó biết nghe lời mình thì nó sửa lại thì không có chuyện gì hết. Thầy bói nói cô ơi, cô đừng chơi với con dâu nữa, cô nghe lời không? Không. Cảm ơn câu chuyện rất là vui ngày hôm nay. Nhân dịp này thì em có thể hứa với mẹ chồng những cái điều mà sắp tới về tương lai. Em không biết hướng, em không biết nói gì nữa, nhưng mà em sẽ hứa với mẹ em là tình cảm của em bây giờ dành cho mẹ như thế nào thì sau này mà mãi mãi sẽ như thế thôi, không bao giờ thay đổi. Thì mẹ cũng hứa với con là từ nay trở về sau mẹ cũng bớt tin thầy bói lại. Chứ không có bỏ được. Không có bỏ được. Quá giỏi. Nhưng mà quần áo thì mẹ con chọn chung hay là... nói với chung quần áo. Cô bây giờ là tính ra ấy, áo dài là phải đến 30 bộ. Đầm ấy phải đến 50 bộ. Nhà cô sản xuất ra vải đây này. Vải này là vải của nhà cô dệt ra. Sản xuất mà nhà cô có công ty quan cô cũng mấy dệt. Dệt ra vải công ty Nhật Lam, công ty Minh Đoàn. Quan cô ở nước ngoài về đầu tư dệt ở Bình Dương. Nhà cô gọi là sản xuất vải không thiếu, cô còn cho bạn bè cô đá. Đa la. Thì áo này của Nhật Lam hết, của Nhật Lam hết, của nhà cô hết. Dạ. Nhà cô sản xuất các loại vải thun, vải cơm đồ. Bây giờ đâu phải mua gì đâu. Dạ. Cô nên may thì bạn nó may cho không phải mất tiền. Dạ. Rồi nói chung là vải cứ may bố xua bông loại bông kia không thiếu một cái gì. Nào, cô đi bán vải mà. Không ai lại cô may áo dài. Lại cô đi, lại cô không, cô là thiệt tình đấy. Dạ. Cô cho địa chỉ đến nhà cô cho. Các loại vải đẹp. Cô còn có đứa trai nào không? Cô cũng con trai út này được hai thằng con trai thôi. Cô tức là ngày xưa cô xanh nhiều quá, lắm đứa. Rồi lúc giờ xanh vượt mức của xã hội. Nói chung là em được vào đúng cái nơi rất là gọi là dễ thương. Đúng vậy, con dâu á, là cái gia đình nhà cô thật là sung sướng quá. Mẹ là vui nữa. Quá con trai cô cũng đẹp trai, phong độ. Không phải cô tự hào đâu, nhưng mà nhìn cô thì các cháu biết. Có bao giờ về Hải Phòng thì... chưa? Đấy. Dạ em về rồi, cái hôm năm ngoái là cưới em với cô dẫn về để báo hủy. Dạ. Cô mời một trường thêu của cô 41 năm. Cô trước đi thêu. Dạ. Chị ơi. 41 năm. Ở với mẹ chồng của mình nó dễ tính, là dễ gần mình, nói chuyện suốt ngày luôn á, vui lắm luôn á. Vui cháu nhỉ? Dạ. Không thấy thoải mái lắm, mình đi làm về mình có nhiều cái cũng áp lực công việc, nó nhiều khi nó cũng không được áp lực thôi. Thì ngồi chia sẻ với mẹ, ngồi nghe mẹ nói chuyện này nọ là em cảm thấy nó nhẹ người. Nhưng mà ở chung với mẹ cũng hơn năm rồi đúng không? Có điều gì ở mẹ mà chị nhớ hoài không? Là có một buổi sáng thì giống như là đang đi từ trên lầu xuống thì tự nhiên nghe mẹ hát. Cái cô ở nhà có hát lên. Nghe thấy vui mà nó trời ơi sao hôm nay mẹ chồng nó trẻ quá. Mình cũng không ngờ, mình cũng không nghĩ là mẹ mình giống như là yêu ca yêu đời. Hát. Đúng rồi, yêu nói chung là... Em thấy là mẹ trẻ hơn so với số tuổi của mẹ. Cô hát bolero cũng hay hát lắm. Quá dữ luôn. Thì em có gọi là có đôi khi nào là em nằm tâm sự với mẹ những cái gì mà em muốn không? Hay là tâm sự chia sẻ những cái gì mà mình thích, hay là cái gì mà mẹ cần thay đổi gì không? Dạ không. Em thì nó không có thời gian. Nói thật với Quyền Ninh với lại cháu Lê Lộc, các em nó công việc nó bận lắm. Quay về nhà là muộn lắm rồi, có khi đến 9 giờ. Vậy thì đâu có thời gian mà em với mẹ chia sẻ gì đâu.
Giống như buổi sáng. Buổi sáng thôi, chỉ có buổi sáng thôi. Buổi sáng thôi. Buổi sáng thì cô đi uống cà phê xong rồi cô về thì mẹ con ngồi chia sẻ một tí. Xong rủ mời bữa nào mẹ chồng nàng dâu uống cà phê. Cô uống cà phê thì cô uống ở nhà con gái cô thôi. Cô không uống ở mấy con dâu. Con dâu thì ở bên nhà chị á, bên... ví dụ em có qua thì qua chung với mẹ. Qua chung. Dạ thế, cũng gần chung. Ở nhà em luôn. Hai dạ. Bên gần nhau đấy. Mẹ nào vừa giỏi nè, vừa thành đạt nè, có con thành đạt luôn. Chắc là cô mẹ buôn cũng... bán ngày xưa cũng giỏi lắm, cô mới nuôi được các cháu như thế thành đạt. Không biết là mẹ có truyền lại bí kíp gì cho mình không chị? À, bí kíp là mẹ em là số 1 luôn. Dạ. Như là chồng em á là bị cái là thích nhậu lắm. Ừ. Đó là ví dụ mà em mà không đi, ví dụ em làm về mệt thì em ở nhà thì mẹ chỉ liền, mẹ nói là không nha, phải đi theo nó nha, kèm nó lại nha. Bắt con dâu là đi đâu phải kèm, không để lờ rời ra. Đến ông bây giờ đấy thì biết rồi, cô đã cũng trải qua cuộc về dâu rồi. Những điều gì cô biết hết thì nhỉ? Cô phải yêu thương con dâu cô phải bảo vệ con dâu cô. Hai con dâu ở bên nước ngoài, bên đây một con, thế là giữa bên Việt Nam. Nên cô bảo là con cứ nghe mẹ đi, con mẹ bảo vệ, mẹ còn sống ở trên đời thì mẹ bảo vệ các con đến cuối đời. Con trai cô không bao giờ làm được cái chuyện gì đấy, cô sẽ sẵn sàng bây giờ mà... cô nó quý cô nó bên nước ngoài thế các cô với em nó cũng bổ con công nhận mẹ tâm lý con ghi. Nhưng mà ở điều chung mà. Với một người mẹ mà quá giỏi đi mình có bị áp lực gì không chị? Em cũng có một chút áp lực mà hôm nay em cũng mới dám chia sẻ là giống như là cái công việc của em á, thì đi sớm về trễ vậy đó, thì em cũng không biết là mẹ có giống như có phiền lòng hay là có buồn lòng hay là cái gì ở em không á, thì em chỉ lo cái điều đó thôi. Không có đâu. Là toàn là có gì không có luôn kìa. Đây bây giờ tôi bây giờ cô Phúc Trần để tư vấn cho một tí nữa nha. Thế là thế này này, hôm có dỗ mẹ chồng tháng 2 vừa rồi đấy, thì con dâu thì nó cũng biết là ngày dỗ thì cũng băn khoăn. Thế cô bảo thôi con ơi, con đi làm đi, ở nhà đã có mẹ mới có các chị rồi. Nhưng mà cái đứa con gái út của cô nó ở với cô nó ghê hớn con cô, nó bảo là con dâu hôm nay có việc thì mẹ bảo em nó ở nhà nó gì mà không, nó làm vất vả công việc con cứ để có mẹ. Con đứa con gái thì nó lại con biết bảo cô là ý là con dâu ngày này có việc nhưng mà em nó đi có dỗ như chiều nó về sớm cũng được, thế là tốt rồi, thì công việc của em nó thế. Cô là cô rất thông cảm cho con dâu mà cô thương, cô biết là thôi nhà mình rất là đông người rồi, không cần đến con phải ở nhà làm nữa, bởi vì cái công việc này mẹ cũng giỏi rồi, không thể phải làm thế. Thế là sao? Phải chi mà mẹ chồng này á, mình chia sẻ bớt chút xíu cho mẹ chồng cặp đầu tiên á. Hai biết mấy lắm người mẹ chồng cũng khó lắm đấy, không phải để dễ đâu. Hiền không nói câu nào chứ nó rất là hiền luôn. Hai mẹ con có chơi chung Facebook không? Có. Cô là mẹ... Phúc Trần còn con nó là gì? Mẹ hiện đại nhưng mà sao không chơi được không? Cô thì mình cô giờ phải ba điện thoại. Trời ơi. Một cái nghe nhạc, một cái cô còn đi quay ngoại cảnh đấy nha. Rồi một cái để chụp hình nhá, chụp hình phải chụp rất đẹp. Cô live stream không? Có luôn. Có live stream, cô coi như hết đầy đủ hết. Quay MV ca nhạc luôn. Cô trời phải nói là con gái cô có khi nó không giỏi bằng cô về cái Facebook đâu. Cô thì giỏi lắm. Cô phải nói là nó bảo con chịu mẹ đi. Cái gì mẹ cũng biết làm mà sao con thấy mẹ của mày thì kiếm em... kiếm tiền nhiều chứ mẹ cũng kiếm tiền nhiều. Bây giờ thấy mẹ chồng em giỏi hơn em hay là cái gì nào, em kể em nghe coi. Giỏi hơn em, nói chung là mẹ cũng là một mẫu người thần tượng của em vậy đó. Thì em mong là sau này em có được giống như cái độ tuổi của mẹ thì em cũng được trẻ hoài giống như mẹ, trẻ từ trong được tâm chứ, hồn vậy, ra tới bên ngoài luôn là mẹ. Con dâu của mẹ là được thế. Dạ. Thế con dâu của mẹ là mẹ truyền đạt. Phải thế rồi bác, phải được với mẹ. Hôm nay em có muốn nói gì với mẹ của em không? Dạ, thì tham gia chương trình này thì em cảm giác là em cảm thấy em là may mắn, giống như là dùng từ là có phước luôn á. Thì em mới được làm con dâu của mẹ, được sống trong một cái gia đình giống như là hài hòa, chị em yêu thương nhau, thì em cảm thấy rất là vui. Dạ, em nghĩ là mẹ của em cũng vui lắm. Vui, cô vui. Rồi mẹ cũng muốn con dâu thay đổi điều gì không? Không, coi con dâu cũng rất là gì, ngoan. Đã bảo không có chê được cái điều gì. Tuyệt vời quá rồi. Tuyệt vời lắm. Chắc mong muốn bây giờ là gia đình phải nhà có... cô là gia đình rất hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà cô ơi, cái điều mong muốn bây giờ chắc là phải có cháu đúng không cô? Cô thì cũng mong lắm, ai mà chả có muốn có cháu, nhưng mà các em thì nó bây giờ nó cứ bổ đến sang năm canh cái mạng để cho hai vợ chồng, để cái mạng đứa trẻ đấy nó hợp để là ăn lên làm ra lửa lên cao nữa. thế Nhưng mà có bí quyết gì vậy giữ chồng? Thì cái này thì cô cũng nói rồi,
con ấy, chồng con đi đâu là con phải kèm cho đấy, chứ không để rời một bước nghe chưa. Đấy, phải thế, lên bà bây giờ lên ông là phải thế. Đi hoài à, ổng mệt, có chứ, phải bắt wow đi đâu là đi đấy. Nhưng mà người ta đẹp quá mà phải chồng có giá. Là không có wow. Nếu em đi theo thì vui. Chồng con trai cô nó cũng okay, hiền lành ngoan ngoãn lắm. Đi theo cũng vui mà ở nhà vui. Vui. Con trai cô ngoan mà cũng nói gì cũng đẹp trai phong độ lắm. Nhưng mà đẹp trai phong độ là cũng mà. Nhưng mà không không có cái tính ấy. Con trai cô nó bảo với cô này, mẹ kinh tí con chỉ yêu vợ con. Ngoài ra cô không biết ai hết. Đấy này là cô yên chờ yên tâm được rồi. Rồi. Đấy còn gì nữa hả? Rồi. Thằng con trai bên nước ngoài thế. Mẹ yên tâm, con chỉ yêu vợ con. Cảm ơn cô. Với và thế là cảm ơn Quyền Ninh với lại cháu Lê Lập nha. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Dạ, ôm nhau thế là chủ trình nhé. Hay ôm nhau cô? Hả? Hai mẹ con hay ôm nhau không? Hay ôm nhau lắm mà. Cái này mới là gọi là tự nhiên, nó đẹp. Đúng rồi, nó tự nhiên như thế. Cảm ơn cô và em tham gia chương trình. Một món quà gửi tặng gia đình. Dạ, cảm ơn Quyền Ninh nhé. Sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn cháu Quyền Ninh và cháu Lê Lộc. Nói chuyện với cô vui quá. Vui quá. Dạ. Dạ, con cũng thay mặt chương trình gửi tặng cô một ít quà. Đây là Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường ạ. Dạ, gửi tặng ạ. Còn đây là nước giặt thế hệ mới Care For của THT Việt Nam ạ. Dạ, con gửi tặng cháu Lê Lộc nhé. Dạ. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn cháu Quỳnh Ninh với cháu Lê Lộc nhé. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cô à. Xuống lớn này giúp con. Dạ. Trời, dễ thương quá trời luôn. Đi cẩn thận té. Phong thủy rất là may mắn luôn á. Mẹ đẹp, con đẹp luôn. Dạ. Như vậy là ngày hôm nay Quỳnh Lê Lộc đã kể cho quý vị nghe hai câu chuyện với hai màu sắc khác nhau quý vị. Câu chuyện đầu tiên có vẻ lắng động, những giọt nước mắt cũng đã rơi. Câu chuyện thứ hai vui vẻ hơn. Và hai câu chuyện này chúng ta trộn lẫn với nhau, chúng ta bổ sung cho nhau, bổ trợ cho nhau, chắc chắn sẽ ra một cái cặp mẹ chồng nàng dâu tuyệt vời. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 để cùng nghe những câu chuyện thật ấm áp. Và đừng quên khung... Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Alabio, thực phẩm bảo vệ và ngăn ngừa bệnh đái tháo đường đã đồng hành cùng với mẹ chồng nàng dâu. Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cặp này hợp ghê, cặp này hợp quá luôn á.